để chú cho chú cho bố lấy đi xuống cho mẹ hết. Để đi cho mẹ hết á? Ừ. À, thế bố có mua gạo cho bố ăn không? Không mua. Không mua. Thế bố chửi xong bảo bố sang đây à? Ừ. À, nhà xong chưa? Còn nhiều không? Có hai phòng. Hai phòng ngủ nữa à? Cái đâu rồi? Cái đi chăn dê. Chăn dê á? Đi chăn ở đâu? Dê này. Chiều nay bố ra đây cùng cái đi chăn dê. Bố ra đây á? Vâng. Lúc nãy mới ra? Chiều nay mới ra? Chiều nay ra. À, nó đi bộ ra hay là ai đưa ra? Anh của nó đưa về. Anh nó đưa về á? Vâng. Nó bảo như nào? Bảo là bố chửi hay sao anh đưa về đây. Bố chửi á? Vâng. Bố chửi xong là đưa về đây á? Anh nó đưa về đây. Ừ. Thế bây giờ đi cùng cái đi chăn dê à? Vâng. Đi chăn ở chiếc dê kia. Đi chăn ở đâu cò? Chết trên này à. Cháu. À, chào ông bà đi. Cháu chào ông bà. À, chào ông bà. À, Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể chú bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Để đi xem pó đó, xem tình hình pó như nào của bác ạ, đang đi chăn dê với lại cái. Cũng mấy hôm rồi. Từ hôm đi viện về thì hôm nay mới thấy pó nghe, và nãy nghe dế nói là pó sang đây. Thì anh ông sẽ lên trên kia để xem pó với lại cái xem chăn dê ở đâu của bác ạ. Gần ở đây. Đâu nhỉ? Lên nào nhỉ?
ở dưới này thì sao á? Ồ, không biết ở đâu nhỉ? Cayo! Nghe thấy chuông dê ở dưới này mà không thấy người ở đâu. Cayo! 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 Wow. Ở đây đâu nhỉ? Dê thì có chuông ở dưới này rồi, nhưng mà người gọi không nghe, không biết đi đâu. Sang đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Vừa nãy sang hay là trưa nay sang? Ôi dồi, sáng thì tiểu. Hả? Sáng nay sang. Sáng nay á? Vâng. Ui, bó củi ai lấy đấy? Hả? Bó củi ai lấy? Củi này ai lấy? Của anh cái em bó lấy. Cái ấy bó lấy à? Vâng. À, thế bó chào ông bà đi nào. Chả chuẩn. Tại phải lo chả. Chào chào ông bà hả? Cái không biết chào ông bà. Chào ông bà. Hả? Em thấy nó lông cây không? Lấy được một bó thế này rồi hả? Hả? Thank you.
Cho nó luôn cho người ta tao trên hai trên thẻ à. Em che tới mồ. Nó lại chạy cái cá lỏ nó lại chạy cái cá nha mọi người. Mất để tới luôn luôn chứ mà. Hả? Tí to rồi mà. Ok, tao là Mở. Muốn mặn nga là muốn mặn nga là sao sao bố lại sang đây? Bố chửi. Bố chửi á? Ừ. Bố chửi như nào? Bố mẹ chửi không cho ở nhà. Không, bố mẹ chửi không cho ở nhà á? Ừ. Thế nên lại sang đây à? Vâng. Ừ. Sáng nay đi bộ sang à? Ừ. Bố mẹ chửi như nào? Chửi không cho ở nhà. Bà không cho ở nhà á? Ừ. Thế cái tai đi làm về khỏi chưa? Đi chữa về khỏi chưa? Vẫn chưa khỏi á? Ừ. Để chú xem nào.
Ô, cái tai bên này vẫn còn ẩm lắm các bác ạ. Tai bên này còn rất là ẩm. Xem tai bên này xem nào. Để chú xem nào. Tai bên này thì khô rồi. Bó về có đi tắm nước không? Không à? Thế vẫn chưa vẫn không khỏi à? Thế ở nhà ông nội chú ở cho tiền bố mà. Bố mang đi đâu hết rồi? Bố mình đi chung đi lấy rượu ở nhà uống, uống rượu hết. Lấy ở nhà uống rượu hết á? Ôi dồi, bố lấy đi uống rượu à? Lấy cái để chú cho bố lấy đi xuống cho mẹ hết. Để đi cho mẹ hết á? Rồi. Thế bố có mua gạo cho bố ăn không? Không mua. Không mua. Thế bố chửi xong bảo bố sang đây à? Rồi. Thế sang đây nếu mà chú không cho ở thì đi đâu? Không biết. Các bác ở đây thì cũng bó thì các bác đã biết từ trước rồi.
Đấy, trong thời gian thì đi chữa bệnh, bây giờ anh ông cũng đang đưa cho 3 triệu xong là chỗ Trung cũng đưa cho 1 triệu, kênh của Trung ấy đưa cho 1 triệu là tổng là 4 triệu. Thế thì cũng mới cách đây thôi, đi bệnh viện về là cũng mới đưa cho bố Pó. Thế thì cũng nghe Pó nói là bố lấy đi uống rượu nữa với lại cho mẹ nữa. Thế cũng không mua gạo về ăn. Đấy các bác ạ. Thì lại chửi Pó, đuổi Pó sang bên này rồi. Chắc là có vấn đề gì đấy các bác ạ. Thì Pó sang đây thì cũng rất là ngoan, sang đấy thì các bác cũng biết. Đấy, sang vừa bảo trưa nay sang à? Xong là đi cùng anh cái đi chăn dê luôn à? Anh cái rủ đi chăn dê à? Thế là thấy hai anh em đi chăn dê, mỗi người một con dao đi lấy củi các bác ạ. Đấy. Thì anh ông cũng không biết làm như nào nữa, thì cháu nó chạy sang đây thì cháu anh ông cũng không muốn là lại đuổi cho cháu nó đi về. Đấy. Các bác cũng biết là từ trước đây, cách đây 3-4 năm đấy các bác, là cháu Pó đi lang thang cũng bố mẹ cũng không tìm. Đấy, đi đến nỗi là gầy hết người thì gầy hết. Đấy, hiện tại Pó cũng đang rất là gầy rồi, cũng không được ăn no ăn đủ nên lại rất là gầy. Rồi đi bệnh viện ăn ở dưới bệnh viện thấy lại thấy mập mập, mấy hôm nay lại thấy gầy hết rồi. Ở nhà có bố có mua thịt cho ăn không? Không mua. Ăn cơm gì? À, cơm ngô. Cơm ngô á? Không mua gạo à? Bố không mua gạo à? Không mua. Nói to lên. Chú có chửi đâu mà không nói to, đừng có ngửi. Người đấy tùa đấy. Rồi đây thì đi trưa nay ăn cơm trưa với anh cái à, với anh gì à? Nói to lên thì các ông bà mới nghe chứ, không nói to ông bà làm sao mà nghe được. Thế bố chửi như nào, nói to lên thế nào? Bố chửi là không cho ở nhà. Bố chửi là không cho ở nhà á? Ừ. Xong bố mới sang đây à? Ừ. À. Đấy, sang đây là tự biết đi kiếm củi như này nấu cơm là được rồi nhá. Yeah. Mai chú mua gạo cho. Đấy, các bác cũng biết là rồi anh ông có tổng hợp cái số tiền của Pó. Số tiền là hơn 30 triệu. Thì Pó sang đây thì anh ông sẽ trích cái số tiền đấy để đi mua gạo cho Pó ăn. Xong là cái... Nếu mà cho Pó ở nhà cái với lại nhà dế suốt thì cũng không được các bác ạ. Đấy, các bác cũng biết là vì là nhà tất cả tập thể các nhà hảo tâm ở trên kênh An Nông TV xây cho. Chỉ xây cho riêng cái, nhà cái riêng cái và nhà dế xây cho riêng dế. Nên là cũng cho Pó ở đấy thì cũng An Nông cũng rất là ngại các bác ạ. Vì là không phải là tiền An Nông bỏ ra. Tiền thì tiền của các nhà hảo tâm, tập thể các nhà hảo tâm bỏ ra để anh ông chỉ là người làm cầu nối để xây cho các hoàn cảnh thôi. Thì anh ông không có quyền gì mà để Pó ở nhà cái. Thì cũng không biết làm như nào các bác ạ. À, khả năng là dế thì cũng sắp chuyển lên trên nhà ở rồi. Thì khả năng cho Pó lại tiếp tục đi ở cái liều của nhà dế tạm đã để xem như nào. Xem tình hình bố mẹ Pó như nào các bác ạ. Nên thì tí đi về xong là ngủ với cái nhá. Ngủ với cái xong là bảo anh cái nấu cơm cùng ăn. Anh em hai anh em nấu cơm cùng ăn nhá, nhớ chưa? Xong là ngủ với anh cái. Còn tắm thì là tắm ở đoạn dưới này trước. Còn đầu thì đừng có dội nước vào nhá, nhớ chưa? Xong là để mai chú mua bông lên để nhét hai bên tai. Để cho nó kín thì mới gội đầu nhá. Được chưa? Xong là cái tai hiện tại là cũng chưa khô các bác ạ. Anh ông sẽ dùng cái thuốc trước đây anh ông cũng bị ở tai, bị chảy mủ ở tai nên là anh ông có một cái thuốc là cho chấm vào thuốc xong lấy lông gà ngoáy đốt xong là lấy lông gà ngoáy là nó khỏi. Đấy thì
Ở ông sẽ lại dùng cái biện pháp đấy đi bệnh viện cũng 2 lần rồi mà cũng lại vẫn chảy mủ, bởi vì là trong thời gian này rất là nóng, nóng quá nên nó thối thịt của bác ạ, nên là nó mới chảy mủ. Thì giờ này cũng rất là tối rồi, giờ này là 7 giờ kém 15 các bác ạ, 7 giờ kém 15 thì cũng rất là tối rồi, nên là cái thước phim của ông xin được dừng ở đây. Nếu quý khán giả quý anh ông thì cho anh ông xin một lượt like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ anh ông. Anh ông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thước phim sau.